Chào đón quý vị trở lại với chương trình Ẩm thực ngày nay với Thu Hương và Uyển Diễm. Xin thân chào quý vị. Chương trình Ẩm thực ngày nay là sự kết hợp giữa đài Sài Gòn TV và công ty thực phẩm Quốc Việt, không ngoài mục đích chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức nấu ăn của bản thân mình. Theo với như Thu Hương, ai cũng biết cách nấu ăn, nhưng nhờ chương trình Ẩm thực ngày nay thì mình cùng nhau học hỏi. Vậy thì hôm nay chương trình Ẩm thực ngày nay rất là đặc biệt, mời một vị khách mời, đó là Uyển Diễm. Cảm ơn Uyển Diễm đã đến với chương trình Ẩm thực ngày nay. Dạ vâng thưa chị, rất vui khi được gặp lại chị Thu Hương tại công ty sản xuất thực phẩm Quốc Việt. Uyển Diễm và chị Thu Hương biết nhau đã rất lâu thưa quý vị, nhưng chỉ trên làn sóng radio, và hôm nay là lần đầu tiên Uyển Diễm đến thăm công ty sản xuất thực phẩm Quốc Việt và có mặt với quý vị trên làn sóng của đài TV thưa chị Thu Hương. Vậy nên... thì hơi hồi hộp đúng không? Vậy thì vai trò của em hôm nay là gì? Là người host cho chị giống như ở trên radio hay là em sẽ là người nấu ăn? Vì là lần đầu tiên cho nên thưa chị cho em giữ vai trò host đi. Ờ đó nha. Rồi quý vị nha. Quý vị hôm nay là quý vị sẽ làm người bằng chứng cho Thu Hương, vì qua đài radio cô Uyển Diễm nhà ta nấu ăn rất là ngon nha, rất là hay. Hôm nay người thực việc thực sẽ đến đây đố Uyển Diễm. Hôm nay Uyển Diễm nhìn cái này là đố Uyển Diễm chị Hương sẽ nấu món gì đây? Rau, cà chua, đậu hũ. Chà, như vậy là... Ủa, chị nấu bún riêu. Đúng, bún riêu. Nấu hôm nay là bún riêu. Nhưng mà Uyển Diễm ơi, thường thường là bún riêu là mình phải nấu với gì hả? Gạch cua đúng không? Dạ vâng, và tôm khô. Mà sao ngày hôm nay không nhìn thấy trên đĩa của chúng ta có tôm như vậy? Là tại sao thưa chị Thu Hương? Vì hôm nay Thu Hương được rất nhiều người yêu cầu qua email ẩm thực ngày nay@quocviet.com với một cái món bún riêu vừa ngon, vừa bổ dưỡng, vừa nhanh và vừa đỡ tốn kém, đó là bún riêu cá. Em thấy sợ chưa? Bún riêu cá như vậy. Ôi chà, nghe là thấy có hơi tanh tanh. Đúng. Có bị tanh không thưa chị? Vậy thì bây giờ một lát nữa nè, chị sẽ nấu và Uyển Diễm sẽ biết coi tanh hay không. Quý vị ơi, món bún riêu cá rất là dễ làm quý vị. Trước tiên, quý vị phải cần có cốt bún riêu Quốc Việt. Đây là chìa khóa cho cái nồi bún riêu của mình. Dạ vâng. Vừa có cái thịt độ ngọt của cua nè, còn có độ màu của cà chua nè, và cái độ thơm của cái bột ớt paprika, là cái bột ớt ớt không cay đó quý vị. Nhưng bên cạnh đó nè, Thu Hương rất là thích cái loại cá thu. Cá thu này đã mua trong chợ Mỹ đó quý vị. Quý vị có thể làm cái cá này là Uyển Diễm có thể làm bánh mì sandwich, hoặc là Uyển Diễm làm salad. Nhưng hôm nay Thu Hương sẽ nấu cái gạch đó mà Thu Hương làm bằng cá thu này. Ăn nó vừa bổ dưỡng mà nó lại vừa không có bị cholesterol nếu mà em ăn nhiều tôm, đúng không Diễm? Dạ vâng, đúng vậy. Và cá này không tanh. Đúng như vậy, mà nó đã chín rồi quý vị. Nhưng mà quý vị phải có một cái bí quyết để mình làm sao cho nó giống gạch cua. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm việc nha. Đầu tiên á, là Diễm phải cần cho chị là một cái lon cốt bún riêu Quốc Việt nè. Dạ vâng. Rồi hai cái hộp cá này nha quý vị. Mà quý vị nhớ nha, đừng có lấy nước nha quý vị. Đổ ra và lấy cái đây là hai hộp cá. Nhưng sau đó quý vị phải cho Thu Hương nửa miếng đậu hũ mềm. Cái này, hai hộp này á, là khoảng chừng 12 ounce. Và đậu hũ này thì 7 ounce. Và sau đó là hành tây bằm nhuyễn nè. Và một tí gạch cua là cái lon sắt đó quý vị. Bốn trái trứng và tiêu. Vậy thì bây giờ Uyển Diễm mình bắt đầu mình xay nha. Bắt đầu mình làm gạch trước nha quý vị. Đây, bây giờ Uyển Diễm mà cho chị cá vào là hai cái lon cá đó quý vị, đừng cho nước nha quý vị. Đó, cho cá vào cho chị trước nha. Rồi bắt đầu cho đậu hũ vào. Mình bắt đầu, đây là đang cái lúc mà mình làm gạch cua đó quý vị, và bằng cá thu. Rồi, sau đó đó là Diễm cho chị hành vào. Hành đây là một cái củ hành tây đó, chị bằm nhuyễn ra. Thì mình chỉ cho. Dạ vâng, đúng rồi, cho vào đó. Rồi bắt đầu quý vị xay lên cho Thu Hương. Rồi, bắt đầu mình xay lên nha. Xay nè. Rồi. Đó quý vị thấy chưa? Xong rồi, bắt đầu bây giờ đó Diễm cho tiếp cho chị cái đó vào. Cái này là cái lon gạch cua mà bằng cái lon sắt đó quý vị. Nhưng mà tùy theo mình, cái này là chỉ là mình cho thêm thôi, chứ thực sự mình không có cần. Mình cho thêm để cho nó có cái màu lên thôi. Rồi,
Và bắt đầu cái này nè, là cái mà quan trọng đây nè, là Diễm phải cho chị hai cái muỗng cà phê. Có một bác á, rất là thích chương trình này, nhưng mà bác nói cứ teaspoon, tablespoon, tôi không biết. Muỗng cà phê nha các bác, muỗng cà phê nó có cái chữ đàng hoàng, một teaspoon. Cho hai cái teaspoon muỗng cà phê cốt bún riêu của Quốc Việt vào. Oh sorry. Rồi, cho hai đây. Cho hai cái teaspoon vô. Là hai muỗng cà phê cốt bún riêu Quốc Việt nha. Rồi, tiếp theo đó là Diễm cho một tí tiêu vào. Rồi, bây giờ đặt cho chị xin bốn trái trứng vào luôn. Wow, tất cả bốn trái trứng. Quý vị thấy không? Như vậy là cái món gạch của mình là coi như là nửa chừng rồi đó. Bốn trái trứng đặt vào cho chị nha. Và tiếp theo nữa là chị sẽ cho xin thêm một cái tí dầu điều để cho cái màu của mình nó đẹp, cái màu gạch của mình nó dậy lên như là có gạch cua thật vậy đó. Đây là cái màu điều nè. Thấy chị Diễm thấy ngày nay mình nấu ăn thấy nhanh gọn và chính xác không Diễm? Dạ vâng. Vậy thì bây giờ khách khán giả của ẩm thực ngày nay ơi, đừng có lười nấu ăn, vì nấu ăn với Quốc Việt rất là nhanh. Thu Hương được biết là Yến Diễm là rất là thích nấu ăn. Đó, đây, là Thu Hương cho một teaspoon, cái này là dầu điều nha quý vị. Rồi, rồi biết bắt đầu mình xay lên tiếp cho Thu Hương. Đây, ứng lại cái này mình xay cái nhỏ nhỏ. Rồi, xong. Bắt đầu bây giờ Diễm đổ ra đây cho chị. Vậy là cái món gạch là xong rồi đó. Yến lấy cái này nè, đó Yến đổ hết ra. Yeah. Xong rồi Diễm làm cho nó xong, mình đi làm cái gì quý vị? Mình đi hấp microwave cho nó dính lại nha. Là cái phần gạch của mình là xong rồi đó. Bây giờ Thu Hương mở bếp lên để Thu Hương chuẩn bị cái phần nước lèo nha. Đó. Cái phần nước lèo rất là dễ quý vị ơi, mình đã có cốt bún riêu của Quốc Việt rồi. Quý vị biết rằng là một cái lon cốt bún riêu này nè là quý vị nấu được tới 2 gallon. Như hôm nay nè, đội quay phim của nhà ta chỉ có 4 người, với Thu Hương là có 5 người, cho nên Thu Hương nấu 1 gallon thôi là bằng nửa hũ này nha quý vị. Nhưng trước khi mà mình nấu đó, xong rồi Yến Diễm bấm cho chị 3 phút, 3 đến 4 phút nha. Dạ, bấm vào microwave. Trong lúc Uyển Diễm đó là Thu Hương sẽ làm nước dùng nè, cho một tí dầu vô nha quý vị. À, một tí dầu. Xong rồi đây là cái phần này là cái phần mà Thu Hương làm. Tại sao Thu Hương phải băm cái cà chua ra để cho nó có màu, trong khi đó cốt bún riêu Quốc Việt đã có màu rồi đối Diễm. Tại sao vậy chị? Tại vì cái cốt bún riêu Quốc Việt là có màu cà chua hết rồi, nhưng chị vẫn muốn cho thêm nó dậy cái màu cà chua lên. Tại vì cà chua ở đâu cũng có, ai cũng có thể làm cà chua. Một lớp một bên đó là mình cắt muối câu để mình cho sâu. Và bây giờ mình sẽ làm cái này để cho nó dậy cái màu tươi lên nha. Đây bây giờ là chị sẽ làm xào lên để cho nó nóng ha. Xong rồi mình xào lên. Đây. Đó, cho dầu nóng rồi nha. Xong chị cho hành vô cho nó thơm lên. Đó. Và có một cái bí quyết nữa. Hai chị em mình cứ nói trên radio không à. Diễm chưa có biết là cái bí quyết thứ hai là gì from. Đây, chị sẽ chỉ cho Diễm cái bí quyết nữa. Đó, phi cái đó lên. Và một cái bí quyết nữa, thay vì mình cho nửa hũ cốt bún riêu Quốc Việt vào á, thì Diễm cho vào lúc mà mình xào lên mà phải mở lửa thật nhỏ để làm cho nó dậy cái màu cốt bún riêu lên. Dạ. Và cái mùi thơm nó bốc lên. Đó. Xong rồi đây, để cho chị chưa ha. Và lúc nào khi mà mình nấu ăn đó, lúc nào mình cũng phải có một cái nồi nước nóng nha. Dạ. Để mà làm gì để cho nó nhanh. Rồi. Rồi, tạm được rồi. Tạm được rồi ha. Bắt đầu bây giờ nè, cái cà chua này Thu Hương băm nhuyễn nè quý vị. Đó, xong rồi bắt đầu khi mà cái hành này nó vàng vàng rồi đó là Thu Hương cho cà chua vô một tí thôi, không có cần nhiều. Đó. Rồi. Để mình làm một cái màu lên. Xong, bắt đầu bây giờ Diễm á, thay vì cái này á, nửa hũ của nó là 7 cái muỗng canh nha. Có bác nói là đừng có nói tiếng Mỹ bác không hiểu. Thế tại vì Thu Hương sợ Diễm biết tại sao không? Tại vì muỗng canh là nhiều khi bác lại nghĩ là cái này là cái muỗng canh, nhưng mà không phải đâu quý vị ơi. Một cái tablespoon là đây nè, và đây nè. Cái này là muỗng canh, nhưng mà tiếng Mỹ cái là tablespoon là dịch ra cũng là muỗng canh, nhưng mà thực sự nó là cái muỗng này nè quý vị. Đó.
Bây giờ đó sao thấy Diễm thấy cái màu nó ra không? Đúng rồi. Đó, những cái gì đó mà Diễm muốn cho nó thơm, cho nó bóng màu là Diễm đều phải phi lên hoặc là nướng lên. Dạ vâng. Thì nó thơm. Bắt đầu bây giờ là Diễm sẽ cho cốt bún riêu vô, nhưng mà chị phải mở lửa thật nhỏ tại vì cái nồi này nó nóng lắm. Dạ. Đó, bây giờ Diễm cho chị vô 5 cái tablespoon cốt bún riêu đi. Ok, và chị sẽ chuẩn bị là nước nóng cho 1 gallon nước nóng nha. Đó, mở lửa thật nhỏ. Đó là chị phi nó lên để cho cái cốt bún riêu nó dậy màu lên rất là đẹp nha. Đó, quý vị thấy cái màu cốt bún riêu chưa? Đó, rất là đẹp. Có nhiều quý vị nói Thương là tại sao không có dùng cái tomato paste á, tức là cái bột cà chua để cho vô. Tại sao mình phải dùng bột cà chua khi mình có cà chua tươi? Đúng vậy. Đúng không Diễm? Dạ. Dạ, mình cho lên để nó có cái màu tươi lên. Quý vị thấy chưa? Thấy cái màu nó rất là đẹp. Rồi, Diễm chắc cho Hương coi cái gạch của mình tới đâu rồi. Đó. Vẫn còn lỏng lỏng. Vẫn còn, mà nó có xung quanh nó có cứng chưa? Dạ, hơi hơi rồi. Vậy thì bây giờ bấm thêm cho chị 2 phút nữa cho cái xung quanh nó cứng nha. Đây là Thương phi cái màu lên nè quý vị. Phi cho nó thơm lên. Đó. Và lúc này đó, Diễm cũng có thể cho đậu hũ vô nếu như mà Diễm muốn đậu hũ mình nó ngấm. Dạ. Đó. Nhưng mà từ từ chị chưa muốn cho vô, tại vì cái này nó rất là mặn. Khi mà mình cho vô cái vô tình mình làm cho cái đậu hũ nó mặn. Ok. Đó. Rồi. Cái này là 5 muỗng canh đúng không? Dạ vâng. 5 muỗng canh. Và bây giờ đó, Thu Hương cho vào đây nè. Đó, quý vị thấy không? Thấy cái màu nó lên không? Và Thu Hương cho vào đây, cái này là nửa gallon nha. Và Thu Hương sẽ cho vào đây để mà mình nấu 1 gallon. Rồi, cho thêm một nửa nữa thôi, đừng có cho hết thêm nữa, tức là một nửa của nửa gallon thôi, tại vì mình sẽ còn chừa để chỗ cho gạch đó. Diễm biết là khi mà Diễm mà nấu ăn với lại các loại cốt cô đặc của Quốc Việt đó, Diễm không cần nêm nếm. Em có biết điều đó không? Dạ, nếu mà mình đi đúng cái số lượng. Đúng rồi. Nhưng mà Diễm, mỗi khi mà em nấu bún riêu thì cái nhân em làm với cái gì? Em làm nhân với cái gì? Thường thường em làm tôm và cua mua ở Costco. Ồ, oh, wow, cô Diễm nhà ta là level cao hơn cái gì? Nhưng không phải mà... thưa chị, tại vì ở Mỹ khi mà mình nấu ăn nó quá là tốn thời gian. Yeah. Cho nên khi mà mình nấu thì thường thường em mua những cái đồ ngon nhất để mình có một bữa ăn thật là ngon. Còn nếu không thưa chị, nếu mà để nhanh gọn lẹ thì hôm nay em đã học được một cách mới là những đồ đã có sẵn từ hộp ở trong nhà. Đúng rồi, đó. Yeah. Diễm thấy không? Diễm thấy cái sự khác biệt khi mà em phi cái cốt cô đặc của Quốc Việt lên không? Bất cứ cái cốt nào mà trước khi mà Diễm nấu, Diễm đều phải phi nó lên. Thì màu, cái màu nó đẹp lắm. Nhất là bò kho, cái màu rất là đẹp. Vì em đã đánh thức cái màu và đánh thức cái mùi bằng cách em phi lên. Vì cốt cô đặc của Quốc Việt là những loại cốt cô đặc từ nước lèo, xương thịt hầm ra, nhưng mà là dạng khô. Cho nên nhiều khi em làm cái này lên rất là ngon. Sau đây Thu Hương xin mời quý vị tạm nghỉ vài giây để mà chúng tôi chạy một vài quảng cáo và sẽ trở lại với món bún riêu cá. Và đặc biệt là đừng rời làng máy, Thu Hương sẽ cho quý vị biết cái bí quyết tại sao bún cá là bún cá hay là bún riêu cá. Kính chào quý vị.